many tournaments, intense matches, we have found an outstanding team with 11 best names for each position. They are the ones who have maintained the form and have shined at the crucial moments and is the mainstay of the national team. And now let's take a look for AFF Best 11 Players of the Year. Chúng ta đã có đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á trong năm vừa qua. Và bây giờ chúng tôi xin mời tất cả các cầu thủ có mặt trong sự kiện ngày hôm nay lên sân khấu. Đây là thời gian tập trung cho đội tuyển quốc gia thi đấu vòng loại World Cup 2022, cho nên không thể có mặt tất cả 11 cầu thủ này. Tuy nhiên chúng tôi xin mời những cầu thủ ngày hôm nay có mặt trên sân khấu lên để có thể nhận giải thưởng và vinh danh cầu thủ xuất sắc nhất. And here are the best 11 players of Southeast Asian in this year. And please note that due to the preparations for the World Cup qualifications, some players might not be able here today. But we'd like to invite all players attending here tonight will go on stage and receive the medal. Vâng ạ, chúng tôi cùng chờ đợi tất cả những cầu thủ có mặt trong danh sách 11 cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018 vừa qua lên sân khấu và xin được trân trọng kính mời được trân trọng kính mời ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lên sân khấu để trao giải thưởng này. And now please welcome His Excellency Lê Khánh Hải, President of Vietnam Football Federation, accompanied by Miss Vietnam Đỗ Mỹ Linh. Các vị đại biểu và cầu thủ chụp hình lưu niệm. Let's take a group photo and once again a big round of applause to congratulate the best 11 of Southeast Asia. Xin cảm ơn các cầu thủ và xin cảm ơn ông Lê Khánh Hải cũng như họ Đỗ Mỹ Linh. Thank you the players. Thank you Mr. Lê Khánh Hải and Miss Đỗ Mỹ Linh. Thưa quý vị, từ đầu chương trình chúng ta đã tôn vinh những cá nhân, những tập thể và